tùng ô tô VinFast giới thiệu các bạn một đôi đèn pha sử dụng cho Daewoo Matiz 1, chiếc xe huyền thoại. Đến đây vài chục năm thì chiếc xe này đi ngoài đường cũng là một đại gia thì mới đi được sở hữu được chiếc Matiz này, Matiz 1 đấy. Đó, bộ đôi đèn pha trái phải sử dụng cho Matiz 1. Đó. Bây giờ để tìm đến một nhìn đến một chiếc xe Matiz 1 trên đường thì cũng khá hiếm, nhất là trên thành phố. Đó, rất nhiều cụ đang muốn sưu tầm các cái dòng xe đời cũ đời sau này. Vẫn là những chiếc xe huyền thoại Matiz 1. Đó, bây giờ lên tới Matiz 2, Matiz 3 rồi Matiz 4.